Hóa ra đây mới là lý do Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ in thiệp cưới. Lời giải đáp của Dương Triệu Vũ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước bức ảnh được cho là thiệp cưới của Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ. Bên ngoài thiệp còn ghi rõ ngày giờ diễn ra và được gửi đến nhiều bạn bè. Nghệ sĩ của cả hai nên càng khiến cho công chúng tin vào thông tin Đàm Vĩnh Hân làm đám cưới với Dương Triệu Vũ là có thật. Tấm thiệp giữa Đàm Vĩnh Hân Dương Triệu Vũ gây xôn xao. Thậm chí còn có cả quy định khi tham gia buổi tiệc. Đích thân Mr. Đàm còn gọi video call trực tiếp để gửi lời mời đến ca sĩ Hồng Ngọc đang ở hải ngoại. Tuy nhiên mới đây, sau nhiều đồn đoán của mọi người, Dương Triệu Vũ đã bất ngờ lên tiếng giải thích về chuyện tấm thiệp với Đàm Vĩnh Hân. Dương Triệu Vũ cho biết, mình nói thẳng luôn chắc chắn 100% không phải là tấm thiệp cưới, tại vì chưa có luật lệ nào cho cưới nhau ở Việt Nam cả. Nhưng mà đối với Vũ, đây là cái tiệc để đánh dấu đúng 15 năm hai anh em quen biết nhau. Đối với Vũ, điều này còn quan trọng hơn nữa, vì nhờ có anh Hân mà Vũ mới có được vị trí của mình ngày hôm nay, có được cái tên Dương Triệu Vũ. Nam ca sĩ cũng tiết lộ thêm rằng, Vũ nghĩ anh Hân cũng nghĩ Vũ là một người em, một người bạn, một người thân, có thể gọi là một người tri kỷ mà không phải ai trong cuộc sống cũng có thể có được. Đây là một sự rất chân thành từ hai anh em. Tiệc ngày 15 tháng 5 như một lời cảm ơn đến những người đã đi suốt chặng đường với Vũ là anh Hân. Dương Triệu Vũ trấn an mọi người an tâm, khẳng định rằng đây không phải là tiệc cưới. Sau khi lên tiếng giải thích, rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn động viên và tin tưởng Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hân. Bên cạnh đó, lời nhận xét của nữ ca sĩ Bảo Anh ở phía dưới phần bình luận cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả. Không chỉ riêng Dương Triệu Vũ mà Đàm Vĩnh Hân cũng chính thức trả lời về ồn ào quanh tấm thiệp này trong một buổi ghi hình cho chương trình giải trí. Ông Hoàng Nhật Việt thừa nhận đây chỉ là một chiêu PR và khán giả đã bị anh lừa khéo. Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hân và Dương Triệu Vũ từ trước đến nay luôn đặt ra nhiều tin đồn như yêu nhau bởi cả hai có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người hoài nghi. Dương Triệu Vũ đích thân lên tiếng đính chính về tấm thiệp cưới đang gây xôn xao thời gian vừa qua. Vạch trần sự giả dối trong clip xin lỗi 13 phút của Minh Béo. Những câu nói giả dối, đổ lỗi liên tục đã chứng minh rằng clip xin lỗi của Minh Béo hoàn toàn không thật lòng và chỉ sử dụng cho mục đích xin diễn trở lại. Khi clip Minh Béo xin lỗi được lan truyền trên cộng đồng mạng, rất nhiều người không thể chịu nổi cảm giác xem hết 13 phút của clip này. Suốt clip, Minh Béo chỉ toàn nói ra những lời đổ lỗi vòng vo và kể khổ. Clip xin lỗi nhưng lại được dựng lên giống như thể một MV ca nhạc. Khuôn mặt cố rặn vài giọt nước mắt, tiếng nhạc xen vào để tăng tiết tấu và độ ủy mị. Clip xin lỗi nhưng lại được thực hiện theo phương pháp đổ lỗi. Đầu tiên, anh đổ lỗi cho luật sư Mia, người biện luận cho anh trong các phiên tòa ở Mỹ. Lý do luật sư không cho anh xin lỗi nên anh mới không xin lỗi mọi người ngày về Việt Nam. Bây giờ vì anh yêu nước, yêu đồng bào, yêu từ thiện nên anh mới quyết định xin lỗi. Thứ hai, Minh Béo đi đổ lỗi cho tài khoản Facebook đã giả mạo anh, đăng các status mạo danh chứ anh không hay biết gì hết. Nhưng gượng đã, ở bên trên anh vừa nói, bà Mia không muốn tôi xin lỗi vì thực tế tôi không có tội. Xin lỗi nghĩa là tôi có tội và cần chứng minh cho người ta thấy Minh Béo vui vẻ, không bị Mỹ cấm nhập cư suốt đời. Trong khi các status ấy được viết ra chính là để làm điều đó, để chứng minh sự trong sạch vui vẻ của Minh Béo khi về Việt Nam. Có nghĩa là nếu như điều một đúng là bà Mia yêu cầu anh không xin lỗi, thì điều thứ hai xác nhận các status đó có thật. Anh cần đăng các status kia để làm đúng yêu cầu của bà luật sư, thế mà bây giờ anh lại phủi tay. Còn nếu như điều hai là đúng, đó là sự giả mạo rằng anh không viết các status kia, thì lại chứng minh điều một sai, đó là bà Mia không yêu cầu anh xin lỗi, không yêu cầu anh chứng minh Minh Béo vui vẻ trong sáng, chỉ có anh là trơ tráo về Việt Nam mà không xin lỗi thôi. Minh Béo đã giả dối ngay những câu đầu tiên. Thứ ba, anh đi đổ lỗi cho một thế lực ngầm nào đó, anh cho rằng mình bị hãm hại. Dù biết người đó là ai, nhưng anh không muốn công bố. Ngày 23 tháng 3, 2016, Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với một bé trai. Nạn nhân tố cáo vụ việc với sở cảnh sát Garden Grove tại quận Cam, bang California của Mỹ. Ngày 24 tháng 3, 2016, một thanh tra đã đóng giả thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo. Sau đó Minh Béo đi gặp thiếu niên này, thực tế do cảnh sát đóng vai. Với ý thức thực hiện hành động dâm ô, cảnh sát đã bắt giữ Minh Béo. Đấy chính là nội dung về thông cáo của cảnh sát Mỹ. Vậy ai hãm hại anh Minh Béo này? FBI, CIA hay pháp luật Mỹ?
Cần nhớ một điều, trước khi Minh Béo bị bắt ở Mỹ trong vòng 2 năm, Minh Béo đã đối mặt với 6 lời cáo buộc công khai về việc lạm dụng và quấy rối tình dục. Chưa kể các câu chuyện trong bóng tối mà giới showbiz vẫn rỉ tai cho nhau nghe. Thế nhưng anh ta hoàn toàn an lành ở Việt Nam và chỉ bị bắt ở bên Mỹ trong một kế hoạch bảo vệ trẻ em của cảnh sát Mỹ. Những sự giả dối liên tục, đổ lỗi liên tục đã chứng minh rằng clip xin lỗi của Minh Béo hoàn toàn không thật lòng và chỉ sử dụng cho mục đích xin diễn trở lại. Nếu thật lòng, vậy Minh Béo có xứng đáng tha thứ hay không và có xứng để đi diễn lại hay không? Nếu tha thứ, đấy sẽ là lời tha thứ nguy hiểm nhất. Bởi một kẻ ấu dâm còn được hoan hô như người hùng, thì còn điều gì ngăn cản con người bước chân vào tội ác, xã hội sẽ lờn trước hành vi pháp luật. Người Việt Nam đa số không ý thức được sự nguy hiểm của tội phạm ấu dâm. Tội ấu dâm xếp ngang cùng tội giết người bởi là tác động tâm lý của kẻ tội phạm tình dục lên một đứa trẻ giống như giết cuộc đời của chúng vậy. Nó gây ám ảnh cả đời và đẩy thân phận của chúng đi về hướng tiêu cực. Trong Công ước quyền trẻ em do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1989, trẻ em chính là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Công ước nêu rõ trong điều 6, đảm bảo quyền sinh tồn và phát triển của trẻ em, điều 8, đảm bảo tính tự chủ của trẻ em, và điều 19 là bảo vệ trẻ em khỏi sự ngược đãi. Tội phạm ấu dâm bởi thế được xem là tội phạm nguy hiểm nhất và bẩn thỉu nhất trong quy định pháp luật của nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Minh Béo là người của công chúng, sẽ luôn có hàng người theo dõi cả thói hư tật xấu. Người ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về chuyện một tội phạm đã khiến nước Mỹ cách ly lại dễ dàng cười hớn hở và diễn hài ở nước Việt Nam. Hãy nhớ một điều, vị tha và khoan dung là tốt đẹp, nhưng dễ dãi với tội phạm nguy hiểm sẽ biến một xã hội có kỷ cương phép nước thành một xã hội đảo lộn và phán tội nhau bằng cảm xúc. Tôi rất thích một câu thơ của thi sĩ Trương Trào của Trung Quốc thế kỷ 17, một chữ tình duy trì thế giới, một chữ tài tô điểm càng khôn. Nhưng bên cạnh một chữ tài, chữ tình, ta cần thêm một chữ lý, đấy là chữ lý dùng để bảo vệ xã hội. Phản ứng bất ngờ của con trai Cát Phượng với bạn trai trẻ Kiều Minh Tuấn của mẹ. Nữ nghệ sĩ hài Cát Phượng tâm sự, chính cô Bơm là người xúi mẹ làm đám cưới với diễn viên trẻ Kiều Minh Tuấn và sinh em bé. Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đã có những trải lòng về cuộc sống làm mẹ đơn thân và về chuyện tình cảm với phi công trẻ Kiều Minh Tuấn khiến nhiều người bất ngờ. Cát Phượng cho hay, sau chia tay chồng cũ diễn viên Thái Hòa, thường chở bé Nemo, con riêng với vợ mới cưới sang chơi với cô Bơm. Người gần gũi với cô Bơm nhất lại là Kiều Minh Tuấn. Tình trẻ kém tới chục tuổi của Cát Phượng, cô kể chính Kiều Minh Tuấn là người đã dạy cô Bơm biết đi xe, chăm sóc cô cậu từ việc nhỏ nhặt nhất như cậy gỉ mũi ra cho cô Bơm. Có lần tôi hỏi tại sao con thương chú Tuấn, Bơm trả lời tại chú Tuấn thương con. Trong mắt Bơm, chú Tuấn là người móc gỉ mũi kẹt cứng ra cho nó, là người tập cho nó biết đi xe. Tôi nghĩ cũng đúng, không có tình thương sẽ khó làm được vậy. Thời điểm ấy, ba Hòa lại ít qua. Mỗi khi đến chơi, ba ngồi chút xíu lại đi hoặc đưa iPad cho Bơm chơi mà không hỏi han chuyện học hành. Bơm kể ba không hỏi thăm, kiểm tra bài vở hay cắt móng tay cho con mà chơi xíu là về. Bơm tinh ý và sâu sắc lắm, Cát Phượng tâm sự. Chính bởi sự gần gũi như vậy mà cậu bé luôn quý mến nam diễn viên, liên tục giục mẹ làm đám cưới. Cát Phượng chia sẻ thêm, hồi 9 tuổi, Bơm có thắc mắc tại sao ba mẹ không sống chung. Tôi bảo con lớn thêm chút nữa mẹ sẽ nói con nghe. Gần đây nhất là năm ngoái, ông Hòa chở bé Nemo qua chơi. Hai anh em chúng quấn nhau lắm. Lúc ông Hòa chở bé về, Bơm buồn phát khóc. Nhìn dáng Bơm tôi biết con đang khóc. Tôi hỏi sao con khóc, nói mẹ nghe. Bơm bảo vì con không có ba. Tự nhiên nước mắt tôi lăn dài. Tôi vờ gợi ý, nếu muốn, Bơm có thể về ở với ba và lâu lâu tới thăm mẹ. Nhưng con đáp, con không có ba, nhưng con không muốn là ba Hòa. Ý Bơm là tôi nên lấy chồng, cu Bơm xúi tôi làm đám cưới với Tuấn Hoài. Dù nuôi con một mình, nhưng Cát Phượng vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi sợ nhất là con chạnh lòng khi thấy các bạn được cha mẹ đi đón sau giờ tan trường. Có lần tôi hỏi chuyện ấy, Bơm nói không sao cả vì mẹ đón là vui rồi. Tôi sợ con buồn lại xa vào tệ nạn, nhưng may mắn là Bơm không như vậy. Tôi cũng lo con xấu hổ khi bạn bè hỏi về ba mẹ, nhưng Bơm có nói một câu. Con bảo là ba mẹ ly dị đâu có sao, cuộc sống có ai được trọn vẹn nên con không buồn mấy chuyện đó. Miễn sao mẹ thấy quyết định ly dị của mình là đúng, Bơm như một ông cụ non vậy, nữ nghệ sĩ hài bày tỏ. Nói về chuyện kết hôn, Cát Phượng cho biết chị không nghĩ tính việc cưới xin vì đám cưới chỉ là hình thức. Giờ tôi làm đám cưới cũng được, chắc cũng rầm rầm đấy nhưng tôi không thích như vậy. Số mạng của tôi không được cưới vì cưới là đổ. Tôi không dám nói trước điều gì vì sợ nói trước bước không qua.